chuyện kể về một giai đoạn lịch sử, nhưng giai đoạn đó kế thừa mạch đập mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Chuyện kể về một cuộc chiến, nhưng cuộc chiến đó đã ảnh hưởng đến cả khu vực và thế giới. Chiến tranh có mở đầu, diễn tiến và kết thúc. Đã biết mở đầu đúng, biết đánh lâu dài thì phải biết kết thúc như thế nào cho đúng. 1972 is a very very important year. I think that it's a decisive year for Vietnam. Bộ phim này muốn tái hiện một trong những cuộc đấu trí, đấu lực căng thẳng và dai dẳng nhất trong thế kỷ 20 giữa một siêu cường mạnh nhất hành tinh và một dân tộc mà khát vọng độc lập, tự do đã được minh chứng qua hàng thế kỷ chống giặc ngoại xâm. Làm sáng tỏ logic trong cách thức tiến hành chiến tranh bảo vệ tổ quốc của những người Việt Nam đã ngoan cường và kiên định theo đuổi đến cùng sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trích cuộc trao đổi giữa tướng Abrams, đại sứ Bunker và tướng Weyand ngày 29 tháng 1 năm 1972. Tướng Abrams, trong báo cáo gửi về Washington, chúng tôi cho rằng trong 6 tháng đầu năm 1972, Cộng sản sẽ tiến hành nỗ lực quân sự tối đa mà họ có thể. Chính xác và rất logic. Mục đích của đối phương là nhằm vào chuyến thăm của Tổng thống tới Trung Quốc, cuộc bầu cử và sự chia rẽ trong lòng nước Mỹ. Đó là tất cả những yếu tố được họ cân nhắc kỹ lưỡng. Đó là nơi mà họ sẽ đạt được những thành công lớn. Đầu tháng 2 năm 1972, trong một cuộc thảo luận với Hội đồng An ninh Quốc gia, Nixon bày tỏ sự lo ngại về một cuộc tấn công sắp tới của quân giải phóng dựa trên cơ sở phân tích các nguồn tin tình báo. Tuy nhiên, mọi thứ đều không rõ ràng cả về thời điểm, quy mô và hướng tấn công chính. Tính đến đầu tháng 3 năm 1972, hướng tấn công chủ yếu của chiến dịch Xuân Hè 1972 vẫn còn là một điều bí mật, ngay cả với các chỉ huy chiến trường của quân giải phóng. Công tác chuẩn bị, bảo đảm hậu cần cho chiến dịch vẫn theo kế hoạch cũ của năm 1971, lấy Đông Nam Bộ là hướng chiến lược chủ yếu. Đầu tiên chúng nó tưởng là ta mở chiến dịch chính, mặt trận chính là Tây Nguyên, nhưng không, chính là Trị Thiên. Nhìn tổng thể trên cả ba hướng chiến lược, các nhà hoạch định quân sự của miền Bắc ngày càng thấy Trị Thiên hội đủ các yếu tố để trở thành hướng chiến lược chủ yếu. Đúng 11 ngày sau chuyến thăm lịch sử của Nixon sang Trung Quốc, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã quyết định chuyển hướng chiến lược trong quá trình hành tiến chiến dịch. Mặt trận Trị Thiên từ hướng phối hợp đã chuyển thành hướng chiến lược chủ yếu. Sau hơn 6 tháng chuẩn bị, thì công tác chuẩn bị của ta không đạt được yêu cầu. Nếu như tiến công vào trong miền Đông Nam Bộ là chủ yếu, thì công tác hậu cần, bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm xăng dầu, bảo đảm đặc biệt vũ khí trang bị cho cái lực lượng đã tấn công rất lớn, đã hướng chủ yếu thuộc 4-5 sư đoàn, thì việc chuyển quân đã khó rồi, mà công tác bảo đảm hậu cần rất khó nữa. Tây Nguyên cũng vậy, Tây Nguyên là liên tục cái mùa mưa như vậy, không chuyển được lực lượng, cho nên Quảng Trị là cái địa hình rất thuận lợi, thì nó gần hậu phương miền Bắc, cơ động lực lượng tốt, và cái địa hình ở Quảng Trị có thể sử dụng xe tăng, xe bọc thép và các lực lượng pháo binh khác, do đó là ta đánh Quảng Trị đến lớn. Hiệp đồng quân binh chủng để làm cho quân đội ta trưởng thành. Bên cạnh đó, như Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đã nhiều lần lưu ý, đất nước Việt Nam dài và hẹp, vì thế cho nên dễ bị chia cắt. Một cuộc đổ bộ của đối phương vào khu 4 rồi đứng chân ở đó 1-2 tháng thôi thì tình hình sẽ rất phức tạp. Vùng nào cũng có tầm chiến lược cả, nhưng riêng khu 4 và Trị Thiên là cực kỳ chiến lược, vì khu 4 là cái vị trí rất hẹp. Cho nên nếu chiếm được cái khu vực miền Trung này, khu 4, đặc biệt là khu 4, từ Trị Thiên ra thì chia cắt hoàn toàn đất nước. Dù ta đánh ở đâu,
thì ta cũng phải đề phòng địch á, đổ bộ ra phía khu 4 để nó cắt đứt, giống như thế là chiến dịch Triều Tiên cắt ở phía sau, để nó làm cắt đứt toàn bộ lực lượng và hậu phương ở phía sau, toàn bộ bảo đảm hậu cần phía sau, thì phía trước là lúng túng, cho nên vỡ trận. Lịch sử vì nhiều nguyên nhân đã ấn định Trị Thiên trở thành hướng chiến lược chủ yếu, nơi tập trung binh lực nhiều nhất, biến đây trở thành chiến trường hiệp đồng quân binh chủng quy mô nhất trong năm 1972, đồng thời cũng là bức tường sắt bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Cuộc tấn công của quân giải phóng bắt đầu vào ngày 30 tháng 3 năm 1972 với những trận pháo kích cấp tập. Với quân số tương đương 14 sư đoàn cùng hàng trăm xe tăng và các lực lượng khác, quân giải phóng đã mở các đợt tiến công trên cả ba hướng. Tại vùng một chiến thuật, tin rằng miền Bắc sẽ không vượt qua khu phi quân sự chừng nào mà Mỹ còn ngưng ném bom miền Bắc, Nguyễn Văn Thiệu đã bố trí sư đoàn 3, bộ binh mới được thành lập ở tuyến đầu phòng thủ. Một sai lầm sẽ sớm phải trả giá đắt. Chỉ sau 5 ngày đầu tấn công, tuyến phòng thủ vòng ngoài của Việt Nam Cộng Hòa nhanh chóng sụp đổ. Nguyên một trung đoàn của sư đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa ra đầu hàng ở căn cứ Tân Lâm. Lợi thế đã nghiêng hẳn về quân giải phóng trong tuần đầu của cuộc chiến. Cả Mỹ và đồng minh đã bị bất ngờ về thời điểm và quy mô của cuộc tấn công. Thời tiết xấu trong tuần đầu đã cản trở các hoạt động chi viện hỏa lực chiến thuật đường không. Thêm vào đó là mối lo ngại trước sự xuất hiện của các tổ hợp tên lửa phòng không SAM-2 được điều vào khu 4. Tại vùng 2 chiến thuật, đây luôn là mắt xích yếu nhất của quân đội Sài Gòn. Với địa hình hiểm trở, chủ yếu là đồi núi và cao nguyên, vùng 2 chiến thuật là nơi sinh sống của chưa đầy 20% dân số, nhưng chiếm đến 50% diện tích của miền Nam Việt Nam. Vào đầu năm 1972, CIA đã đưa ra một đánh giá như sau. Lực lượng phòng thủ ở vùng 2 chiến thuật là một trong những lực lượng yếu nhất ở miền Nam Việt Nam, thể hiện cả về mặt quân số và khả năng chiến đấu. Nhận định đó càng được củng cố sau khi chiến sự nổ ra. Bị quân giải phóng nghi binh, lực lượng Việt Nam Cộng Hòa tại đây liên tiếp mắc phải các sai lầm trong việc điều động bố trí lực lượng. Đắc Tô Tân Cảnh là một căn cứ rất mạnh ở Tây Nguyên. Chúng ta làm những con đường hướng về phía Tây, hút lực lượng của quân ngụy Sài Gòn hướng về phía Tây là phía Đông. Ở phía Đông Hồ thì ta bất ngờ ta nên một phát là giải phóng Đắc Tô Tân Cảnh. Giải phóng Đắc Tô Tân Cảnh rất nhẹ nhàng. Cố vấn Mỹ chủ quan cho rằng quân giải phóng không thể triển khai xe tăng ở Tây Nguyên, để rồi bị chính lực lượng này cơ động đánh vào mặt yếu nhất của tuyến phòng thủ. Sau gần một tháng, quân đội Sài Gòn đã để mất căn cứ vững chắc nhất ở Bắc Tây Nguyên. Toàn bộ tuyến phòng thủ Đắc Tô Tân Cảnh sụp đổ. An Locke, another of those names now inscribed on the map of Vietnam in 1972 by the fiercest siege since Leningrad. Tại vùng 3 chiến thuật, bị thu hút vào các mục tiêu ở đường 22, quân đội Sài Gòn đã để mất Lộc Ninh vào ngày 7 tháng 4 năm 1972, tạo ra sự đe dọa trực tiếp đến thị xã An Lộc, nằm án ngữ trên đường 13, nối thẳng về Sài Gòn. Tờ New York Times số ra ngày 29 tháng 4 năm 1972 bình luận: thất bại lớn nhất ở Bình Long không phải do lực lượng trên bộ, mà là do không quân và tình báo Mỹ đã không thể phát hiện và tiêu diệt được các xe tăng di chuyển từ Bắc Việt vào vùng Đông Nam Campuchia trong mùa khô năm nay. Sau chuyến thăm của Nixon đến Trung Quốc, với việc quân giải phóng phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Xô và thời điểm cuộc chiến nổ ra đúng vào năm bầu cử Tổng thống Mỹ, đã khiến cho vấn đề Việt Nam nóng trở lại trên các trang báo thế giới.
Trên nhật báo Le Figaro số ra ngày 13 tháng 4 năm 1972, Raymond Aron, một nhà bình luận có ảnh hưởng của tờ Le Figaro, đã nhận định: trong khi Hoa Kỳ thương thảo với Bắc Kinh và Moscow, Bắc Việt thấy cần phải nhắc cho các nước lớn biết rằng họ không thể tự ý quyết định vận mệnh của các nước nhỏ. Rõ ràng những cái chiến dịch này nó không phù hợp cái sân khấu chung của ông lớn. Thế mà ở đây chúng ta cứ đánh và đánh liên tục. Đây chính là cái sự độc lập của chúng ta. Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc là việc của người Việt Nam. Ai giúp đỡ chúng ta hoan nghênh, ai góp phần vào cái sự nghiệp cách mạng chúng ta biết ơn. Nhưng chúng ta không phải vì cái ơn đó mà chúng ta lại nghe theo những cái xúi dục hoặc nó can thiệp vào cái sự nghiệp cách mạng của đất nước chúng ta. Và chính năm 1972 để chứng minh điều đó. Đầu năm 1972, qua các báo cáo tình báo, Nixon biết có một số lượng vũ khí Liên Xô đã chuyển đến miền Bắc Việt Nam. Kissinger nói với Nixon rằng đúng là họ đang tác vào mặt người Trung Quốc vì lý do cuộc viếng thăm của ngài. Họ muốn gia tăng ảnh hưởng của họ với Hà Nội. Cho rằng Liên Xô đứng đằng sau cuộc tấn công của quân giải phóng. Cuối tháng 4, Kissinger sang Liên Xô. Trong một cuộc nói chuyện giữa Kissinger và Brezhnev, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô đã cam đoan rằng Liên Xô không có ảnh hưởng quá nhiều đối với Hà Nội như những gì người Mỹ vẫn lầm tưởng. Rút cuộc, Brezhnev khước từ tác động dù là nhỏ nhất đối với Hà Nội nhằm giảm bớt dần các trận đánh hoặc đi tới một thỏa thuận cuối cùng. Khi mà họ ép Liên Xô, ép Trung Quốc khiến mà chúng ta làm cái điều này điều đó mà không được, cái thời điểm đó Mỹ mới chợt nhận ra rằng cái tính độc lập của Việt Nam là vô cùng lớn. Khoảng một tháng sau khi Nixon tuyên bố đình chỉ vô thời hạn các cuộc họp ở hội nghị Paris, tờ New York Times đưa tin ngày 25 tháng 4 năm 1972, Nhà Trắng thông báo tối nay Hoa Kỳ và Nam Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình Paris tại phiên họp thường lệ tiếp theo. Cuối buổi chiều ngày 1 tháng 5, Tổng thống Nixon nhận được tin Quảng Trị thất thủ. Quân giải phóng đã có được chiến thắng quan trọng đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động. Sáng ngày hôm sau, tại Paris đã bắt đầu cuộc gặp riêng lần thứ 13. Phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trở lại bàn hội nghị trong tư thế của người chiến thắng. Cuộc tấn công của quân giải phóng trên ba hướng chiến trường như ba lưỡi dao găm thẳng vào các tử huyệt của Việt Nam Cộng Hòa. Bị căng mình trên các mặt trận, quân đội Sài Gòn bị đẩy vào tình thế chống lưng thì hở sườn. Mỹ và đồng minh nhận định các chiến lược gia của đối phương rõ ràng đang cố gắng đẩy quân đội Sài Gòn vào thế chết kẹt giữa hai sự lựa chọn, hoặc là chấp nhận thất bại từng phần, hoặc là buộc phải rút về co cụm phòng thủ, đồng nghĩa với việc mất quyền kiểm soát một tỷ lệ đáng kể dân số ở vùng nông thôn và chấp nhận thực tế về sự thất bại của chương trình bình định trước đó. Việt Nam hóa chiến tranh phải bình định cho được Nam Bộ thì nó có ý hai cái lý do này. Một là lúa gạo nhiều để cung cấp cho chiến tranh, cái thứ là người đông để cung cấp chiến tranh. Chính là nó thực hiện được bình định miền Nam. Mà bình định miền Nam ấy thì chủ yếu là giành dân. Nguyễn Văn Thiệu từng tuyên bố chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chỉ là bóng ma chính trị do Bắc Việt dựng lên. Không có dân, không có đất, không có thủ đô, không có tư cách để nói chuyện với Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ. Vì vậy, mục tiêu của cuộc tiến công chiến lược năm 1972 không chỉ nhằm đánh bại chủ lực của quân đội Sài Gòn trên chiến trường, mà còn là cuộc chiến giành đất, giành lại dân. Phải nói rằng là ngoại giao là phản ánh chiến trường. Chiến trường mà không giành thắng lợi thì bên ngoại giao rất khó. Cho nên là phải nói rằng là luôn luôn ở cuộc đàm phán chúng tôi phải nhìn cái tình hình tương quan lực lượng trên chiến trường. Với việc giải phóng Quảng Trị, quân giải phóng giờ đây đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu phi quân sự ở phía nam sông Bến Hải, phá vỡ hệ thống phòng thủ kiên cố
nằm trên tuyến hàng rào điện tử McNamara, làm chủ được con đường số 9 và quân cảng chiến lược cửa Việt. Giới tuyến tạm thời chia cắt đất nước Việt Nam tại vĩ tuyến 17 đã bị xóa bỏ, tạo ra một lợi thế chính trị quan trọng cho cuộc đấu tranh ngoại giao. Là như vậy, từ nay trở đi thì chúng ta không còn có một cái sự vượt qua ranh giới vĩ tuyến 17 hết sức khó khăn, phức tạp, ác liệt và hy sinh hết sức to lớn. Và sự giúp đỡ, chi viện trực tiếp từ hậu phương lớn miền Bắc vào miền Nam sẽ thuận lợi hơn. Đường Hồ Chí Minh sẽ được phát huy một cách cao nhất. Nó không còn một cái chia cắt mà nơi đó phải vượt qua một cái tuyến lửa tổn thất hết sức to lớn. Trên cả 4 vùng chiến thuật, quân giải phóng đã làm chủ được nhiều vùng đất đai. Giờ đây, chính phủ cách mạng lâm thời đã có đất, có dân, có thủ đô giải phóng ở Đông Hà, Quảng Trị. Tình thế đó cho phép Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có thể ép Mỹ và chính quyền Sài Gòn buộc phải công nhận một thực tế rằng ở miền Nam Việt Nam có hai chính quyền song song cùng tồn tại. Chiến lược Việt Nam hóa đang đứng trước nguy cơ phá sản. Mọi thứ mà Nixon và Kissinger cố công gây dựng thời gian qua có nguy cơ bị mất trắng. Nixon phải hành động thật nhanh và quyết liệt. Ngày 6 tháng 4 năm 1972, Nixon đã ra lệnh ném bom miền Bắc trở lại. Chỉ trong một thời gian ngắn, hoạt động đánh phá của B-52 đã mở rộng ra các thành phố lớn ở miền Bắc. Từ chỗ chỉ đánh phá ở khu 4, B-52 giờ đã ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra. Thì cái cuộc chiến tranh 72, điều khác biệt cơ bản đó là nó khốc liệt và tàn bạo ngay từ ngày đầu tiên. Không hề có bất cứ một cái bước leo thang nào cả. Chiến tranh 65, 68 là gì? Đánh ta cao dần, tăng dần, tăng dần. Chúng ta có thời gian để củng cố lực lượng. Còn 72 là lần đầu tiên họ đánh từ ngày đầu tiên với một cái cường độ cao chưa từng thấy. Ngày 1 tháng 5 năm 1972, điệp viên Hai Trung tức Phạm Xuân Ẩn nắm được thông tin Mỹ quyết định dội bom trở lại miền Bắc, phong tỏa cảng Hải Phòng. Trung Quốc cũng như Liên Xô sẽ không can thiệp. Mỹ muốn phản công mạnh để chấm dứt chiến tranh. Mỹ trước khi ngừng chiến phải giúp Thiệu đập tan bộ máy chiến tranh của ta. Tất cả các lối vào, các cảng biển của Bắc Việt sẽ được thả mìn để ngăn chặn việc tiếp cận các cảng này. Đường sắt và tất cả các đường giao thông khác sẽ bị cắt ở mức tối đa có thể. Các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Bắc Việt sẽ được tiếp tục. Các tàu nước ngoài ở cảng biển của Bắc Việt đã được thông báo có khoảng thời gian vào ban ngày để rời bến an toàn. Sau thời gian đó, thủy lôi sẽ hoạt động và bất kỳ tàu nào cố gắng rời đi hoặc cập bến sẽ tự chịu rủi ro. The New York Times số ra ngày 23 tháng 4 năm 1972 viết: trong khi báo chí Liên Xô đang lên án các vụ ném bom, thì các quan chức Liên Xô khác đang ráo riết chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ở Moscow. Thủ tướng Chu Ân Lai đã cam kết rằng Trung Quốc sẽ đứng sau Bắc Việt và Việt Cộng đến cùng. Nhưng Bắc Kinh lại lặng lẽ từ chối đề nghị của Liên Xô về một tuyên bố chung tố cáo tội ác chiến tranh của Hoa Kỳ. Liên Xô và Trung Quốc đã phản ứng khá im lặng trước sự đáp trả của Nixon đối với cuộc tấn công. Đó là hành động ném bom miền Bắc trở lại, phong tỏa cảng Hải Phòng và các cuộc ném bom dữ dội nhằm vào các vị trí của Bắc Việt ở miền Nam Việt Nam và ở Lào. Vào tháng 4 năm 1972, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Xô, Kissinger được Tổng bí thư Brezhnev cho biết Liên Xô đã không đáp ứng thêm yêu cầu mới nào về trang bị cho Bắc Việt. Từ đó là Trung Quốc và Liên Xô trừ phi những cái gì đã ký trước rồi thì tiếp tục đưa sang thôi, còn mới hoàn toàn không có. Tháng 5 năm 1972,
Trong các báo cáo phân tích, cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA nhận định, hiện nay, cuộc đấu tranh ở Việt Nam không còn là lợi ích sống còn đối với cả hai cường quốc của khối cộng sản. Mô hình phát triển trong quan hệ Xô-Mỹ, Trung-Mỹ vẫn sẽ tồn tại bên cạnh Việt Nam cho dù kết quả cuộc chiến ở đó ra sao. Tuy nhiên, nếu Liên Xô và Trung Quốc không có hành động gì, thì các quốc gia và các đảng cộng sản khác sẽ nhận ra rằng rõ ràng Liên Xô và Trung Quốc đang nhượng bộ trước áp lực của Mỹ, và điều này sẽ ảnh hưởng đến vị thế của cả hai trong khối cộng sản. Cái thế thắng của chiến tranh Việt Nam là cái điều không thể bác bỏ trên toàn thế giới. Liên Xô và Trung Quốc đều phải muốn giữ cái mặt của mình, không muốn làm xấu cái mặt của mình, không muốn thể hiện cái sự quay lưng quá đột ngột. Và chúng ta khai thác rất mạnh cái điểm ấy. Sau khi chiến sự nổ ra, vào tháng 4 năm 1972, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã khẳng định Trung Quốc kiên quyết ủng hộ lập trường nghiêm túc của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ nhân dân Việt Nam thực hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến cùng. Phải nhìn nhận là những cái viện trợ ấy của Liên Xô Trung Quốc cho Việt Nam nó được thể hiện bằng những hiệp định chính thức ký giữa hai nhà nước Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam Liên Xô và các nước khác. Và khi trong những hiệp định ấy thì cũng nói rõ là đây không phải là hiệp định hoàn toàn là Mỹ đi xin, mà cũng không phải là họ cho theo cái kiểu họ thích thì họ cho, mà hai bên vì lợi ích quốc gia mình, vì lợi ích của phe sau chủ nghĩa thì hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên là cái việc mà thay đổi cái hiệp định ấy không hề dễ dàng, và chúng ta đấu tranh ở chỗ đó. Rốt cuộc, bất chấp mâu thuẫn Xô Trung, cả Trung Quốc và Liên Xô vẫn phải hợp tác với nhau để tiếp tục đảm bảo duy trì viện trợ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo các thỏa thuận đã ký trước đó. Sau khi cảng Hải Phòng bị phong tỏa, hầu hết hàng hóa viện trợ của Liên Xô và các nước khác sẽ phải đi qua các cảng biển ở miền Nam Trung Quốc, rồi sau đó mới được vận chuyển bằng đường bộ từ Trung Quốc về Việt Nam. Tháng 7 năm 1972, trong bức thư gửi những người đồng chí của mình tại Trung ương Cục miền Nam, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn viết: rõ ràng Nixon đã vỡ mộng. Hơn bao giờ hết, Nixon đã thấy được sự độc lập của ta đối với các nước lớn, mặc dầu hắn vẫn còn tìm một cách ve vãn các nước lớn để thúc ép ta. Bắc Kinh ngày 7 tháng 7 năm 1972, trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Xuân Thủy. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chuẩn bị cho hai khả năng: một mặt sẵn sàng cho việc tiếp tục chiến tranh, và mặt khác không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để đạt được một thỏa thuận hợp lý. Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai: cho dù chiến tranh Việt Nam sẽ tiếp tục hay kết thúc bằng một thỏa thuận do Mỹ nhượng bộ, thì 4 tháng từ tháng 7 đến tháng 10 năm nay sẽ là một giai đoạn quan trọng. Tôi không có kế hoạch bí mật cho hòa bình. Tôi có một kế hoạch công khai. Và với tư cách là một người có trái tim đã đau đớn trong 10 năm qua vì sự thống khổ của Việt Nam, tôi sẽ chấm dứt các cuộc ném bom vô nghĩa ở Đông Dương vào ngày nhậm chức. Ngày 10 tháng 7 năm 1972, Thượng nghị sĩ McGavin được Đảng Dân Chủ lựa chọn là ứng cử viên tranh cử Tổng thống. McGavin là người chủ trương chấm dứt dính líu vô điều kiện ở Việt Nam và chấm dứt viện trợ quân sự cho Sài Gòn. Hà Nội nhận định đây là một bằng chứng nói lên thái độ chống đối chiến tranh của nhân dân Mỹ. Trong khi đó, Nixon được Đảng Cộng Hòa đưa ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Cuộc đua vào Nhà Trắng bước vào giai đoạn gay cấn, và vấn đề Việt Nam lúc này trở thành một trong những vấn đề chính trong chiến dịch tranh cử của các ứng viên. Theo Kissinger, thì cuộc tấn công của Hà Nội sẽ đạt đến đỉnh điểm là một cuộc thương lượng nghiêm túc, và khi đó, ba khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, nếu Hà Nội thắng lớn trên chiến trường, Nixon sẽ buộc phải giải quyết theo các điều kiện của Hà Nội. Thứ hai, nếu cuộc tấn công bị chặn đứng và ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ McGavin thắng cử, Hà Nội sẽ chờ đợi
và đánh cược vào những điều khoản cực kỳ có lợi mà McGovern đưa ra. Khả năng thứ ba, nếu cuộc tấn công của Hà Nội bị dập tắt và Nixon thắng cử, Hà Nội sẽ phải nỗ lực để dàn xếp với Nixon. Trong khi không quân chiến thuật tấn công miền Bắc, thì hầu hết các máy bay B-52 tiếp tục hỗ trợ các hoạt động trên bộ ở miền Nam. Tại vùng mục tiêu số 1 và khu phi quân sự, mục tiêu của B-52 là các khu vực kho tàng, bến bãi, các điểm nghẽn giao thông và các khu vực tập kết lực lượng của đối phương. Mục tiêu kế tiếp là các cây cầu bến phà, bến dược ở vùng 1 chiến thuật nhằm chặn đà tiến của quân giải phóng. Trên hướng chiến lược chủ yếu Trị Thiên, quân giải phóng đã không chiếm được Huế. Trong khi đó, quân đội Sài Gòn đã tăng cường lực lượng và tổ chức phản công. Lực lượng ở bờ nam sông Thạch Hãn đang ở trong một tình thế bất lợi. Có những trận anh em phải rút, mà rút ấy, thì trên một cái bãi cát mà cây chỉ có lúp xúc, rút đi đâu, chạy đi đâu. Đằng sau lưng là sông Thạch Hãn, đằng trước ấy, là địch. Mà chúng tôi cũng nằm trong cái trường hợp rút đó, nhìn thấy cái bờ sông như thế, tôi nói bây giờ chỉ có đánh đến cùng này. Nha. Chứ còn nhảy xong đấy giờ nhìn đồng đội của mình nhảy xuống, nhảy đâu đi đến đấy, nhảy đâu đi đến đấy, thì nhảy làm gì? Tại vùng 2 chiến thuật hướng Tây Nguyên, mặc dù đã đập tan được cánh cửa sắt Đắc Tô, Tân Cảnh, nhưng đà tiến công của quân giải phóng đã bị chững lại. Quân giải phóng đã không chiếm được thị xã Kon Tum. Khi nó vỡ, nó tan vỡ, nó hoảng loạn đến như thế, thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nói, đây là thời cơ, ông nhắc đến lần thứ hai. Nhưng mà chúng ta bỏ lỡ, chúng ta mất thời cơ vào Kon Tum, đáng tiếc. Bây giờ ngồi nhìn lại, thì mới thấy rằng, khi chuẩn bị chiến dịch, đánh Đắc Tô Tân Cảnh, thì chuẩn bị rất kỹ, nghệ thuật rất hay, nhưng không bàn tới việc nếu địch vỡ thì ai vào Kon Tum, đi đường nào, bằng cách nào đi nhanh nhất, ta không bàn đến cái đó. Tại vùng 3 chiến thuật hướng Đông Nam Bộ, sau khi giải phóng và làm chủ hoàn toàn quận Lộc Ninh, bước tiến của quân giải phóng đã bị chặn lại trước sự chi viện quả lực dày đặc của Mỹ ở thị xã An Lộc. Trong khi đó, miền Bắc đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo hậu cần cho cuộc chiến. Hàng hóa viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thường xuyên bị tắc ở Trung Quốc bởi nhiều nguyên nhân. Thời tiết khí hậu miền Nam khiến cho các cuộc tấn công lớn đứng về mặt kỹ thuật chỉ có thể thực hiện vào mùa khô, tức là từ tháng 12 đến tháng 7 năm sau. Trong khi đó, phải đến đầu tháng 11, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mới diễn ra. 4 tháng tới sẽ là thời gian vô cùng quan trọng với tất cả các bên. Trích thư vào Nam ngày 21 tháng 7 năm 1972, gửi anh Bảy Cường, anh Năm Công, cuộc chiến tranh Việt Nam đã đến một bước ngoặt mở ra khả năng nữa, đi đến một giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận. Ta cần tranh thủ thời cơ này, ép Mỹ giải quyết vấn đề theo những điều kiện có lợi cho ta. Thành Cổ, thị xã Quảng Trị, nằm chấn giữ phía bắc cố đô Huế. Công trình mang dáng dấp lối kiến trúc phòng thủ bị động của châu Âu thế kỷ 17 đã trở nên lỗi thời trước sự phát triển nhanh chóng của các loại vũ khí và chiến thuật chiến tranh hiện đại. Mặc dù không có ý nghĩa chiến lược về mặt quân sự, nhưng Thành Cổ, thị xã Quảng Trị lại có tính biểu tượng về mặt chính trị. Vì đây là thủ phủ duy nhất mà quân giải phóng chiếm giữ được trong chiến dịch Xuân Hè 1972. Việc rút lui sớm khỏi Thành Cổ đồng nghĩa với việc một chiến thắng dễ dàng cho quân đội Sài Gòn. Một ví dụ thành công cho chương trình Việt Nam hóa chiến tranh mang lại lợi thế cho Nixon trước kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ. Quyết tâm phải giữ Thành Cổ đã được đặt ra. Nhưng khi quân giải phóng tập trung lực lượng lớn tại đây, thì đó sẽ là thời cơ để quân đội Sài Gòn tận dụng lợi thế hỏa lực vượt trội của Mỹ. Trước đây ta đánh tổng tấn công thì nó cũng khác, mà bây giờ ta đánh phòng ngự
Tức là ta ở một điểm cố định, địch thì chủ động tấn công. Và chính cái điểm cố định như thế cho nên là địch nó có các cái tọa độ pháo, rồi bom, rồi các cái loại hỏa lực của nó đã có tọa độ sẵn rồi. Cứ thế là nó theo cái tọa độ nó giả xuống như thế thôi. Nguyễn Văn Thiệu đã chỉ thị cho Ngô Quang Trường phải chiếm được thành Cổ trước ngày 13 tháng 7, tức là trước ngày diễn ra cuộc gặp giữa phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mỹ tại Paris. Nhưng mục tiêu này đã bị thất bại trước sự kháng cự quyết liệt của quân giải phóng. Thế trận bối thủy nhất chiến đã được thiết lập. Những người lính quân giải phóng bảo vệ thành Cổ đã hạ quyết tâm quyết chiến với kẻ thù đến cùng. Hai mươi bảy tháng tám là có một cái trận lũ, bắt đầu của một cái đợt lũ cho đến mùng 4 tháng 9. Kéo dài trong cái thời gian đó là lũ liên miên. Và vì thế trên hầm ca hào các thứ ngập đầy nước. Nếu muốn tránh bom thì quân ta phải nằm, phải ngồi dưới hầm. Mà bây giờ hầm hào ngập hết, lúc có chỗ coi như là đến cằm này. Thì quần áo, tư trang, rồi lương thực, lương khô là ngâm dưới nước. Riêng cái hoàn cảnh đó đã đủ là ác liệt, đủ là gian khổ rồi. Chứ chưa nói gì nếu mà nó còn bắn pháo, còn ném bom. Thế nhưng kế hoạch đánh chiếm thành Cổ trong 2 tuần của quân đội Sài Gòn đã bị thất bại. Quân giải phóng đã giữ được thành Cổ gần 3 tháng. Những ngày cuối cùng mới thấy là đúng, chiến sĩ mình chiến đấu vô cùng dũng cảm. Tôi còn nhớ khoảng 5-6 đồng chí, tất cả đều băng cả. Người thì băng đầu, người thì băng tay, người thì băng chân, nhưng mà AK là vẫn chắc trong tay. Theo nhà tình báo anh hùng Đặng Trần Đức, dư âm Quảng Trị đã tạo ra một rung chấn khủng khiếp trong chế độ Sài Gòn. Thông tin được rỉ tai nhau là Sài Gòn không thắng được Việt Cộng. Mỹ buộc phải quyết định rút quân. Mỹ ở vào tình thế không ký hiệp định không được. Rốt cuộc, các lực lượng dự bị chiến lược mạnh nhất của quân đội Sài Gòn cùng quả lực của Mỹ đã bị hút vào một trận đánh tiêu hao ở một mục tiêu không có ý nghĩa chiến lược về mặt quân sự. Toàn bộ bờ bắc sông Thạch Hãn của tỉnh Quảng Trị vẫn đứng vững. Thời cơ ở các chiến trường khác đã được mở ra để quân giải phóng phá thế của địch. Vì chúng tôi miền Nam chúng thấy rõ, nếu không có đánh Quảng Trị khó khăn lắm, gần như không còn chỗ ở nữa. Thế nhưng đánh Quảng Trị một cách tự nhiên là nó rút đi, thì quân khu 9 lại mở rộng được và lại phát triển được. 72 nó có 3 cái mục đích, nhưng mục đích cuối cùng chúng tôi là cứu cho Nam Bộ, đỡ khó khăn. Địch sẽ thất bại trong Bình Định, không bình định được Nam Bộ. Mà cuối cùng là ở Quảng Trị cũng thất bại và ở Nam Bộ cũng thất bại. Cho hai mục tiêu đó thì rất quan trọng. Một tháng sau ngày tái chiếm thành Cổ Quảng Trị, Nguyễn Văn Thiệu nhận được một tập tài liệu của Việt Cộng thu được ở Quảng Tính với tiêu đề Những hướng dẫn chung của cuộc đình chiến. Tài liệu đó để lộ ra những điểm nhượng bộ cơ bản của Kissinger trong các cuộc thương thảo với cố vấn Lê Đức Thọ. Sau khi đọc xong tập tài liệu, Nguyễn Văn Thiệu nói: "Lần đầu tiên tôi biết được những gì đang được đàm phán trên đầu tôi." We also have to realize, Henry, that winning an election is terribly important. It's terribly important this year. They put the years from now, about Vietnam, Kabul, South Vietnam. We have a viable plus committee. If it looks that it is the result of South Vietnamese encounter, so we've got to find some formula that holds the thing together a year or two. After the year, Mr. President, Vietnam will be a backwater. If we settle it by mid-October, by January 74, no one will give a damn. Chiến cục 1972 là cuộc chiến chiến lược cuối cùng giữa quân đội nhân dân Việt Nam với Liên quân Mỹ và quân đội Sài Gòn. Cuộc thử lửa đó đã đẩy chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh đi đến bờ vực phá sản. Còn đồng minh của Nguyễn Văn Thiệu thì đang tìm cách tháo chạy
khỏi Việt Nam. Máu xương đổ xuống đã không vô ích. Thế thắng trên chiến trường đã chuyển hóa thành thế thắng trên bàn đàm phán. Một thông điệp mạnh mẽ đã được phát đi. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là người chơi cờ, không phải quân cờ trong tay các nước lớn.